Ô thế anh không bị say xe à? Không, không. Đi xuống Hải Phòng bọn em đi đến đây mà em đi xe 7 chỗ đấy mà còn choáng, em đang choáng lắm rồi. Không mà xe của anh Công thì em cũng hơi sai ấy. Thế à? Xe anh Công đi lại say à? Ừ, đợt trước em còn anh Công. Thế mà đi xe khách lại không say? Không say. 7 chỗ đây, con đây 7 chỗ đây đi phải êm hơn là con xe khách chứ. Thế à? Ô thế là đi xe khách lại không say? Không say. Ừ, thế à? Thế vợ say thôi. Vợ thế lúc nào cũng say. Ui giời, vợ lúc nào cũng say. Ui chồng ngựa khỏe thế nhỉ? Ui ôi, mình đi đây mà mình choáng luôn đấy, em đi đây em choáng luôn. Mặn đây anh chụp đi. Đấy, mặn đẹp chưa? Chụp đi, chụp đi. Chụp đi. Mình muốn treo lên cái đỉnh kia để nhìn hết cái bản này. Mình sẽ tắt máy để neo lên được cái đỉnh kia.